Xin chào các bạn trở đến với Sơm Công Nghệ Clip này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái câu chuyện mà hồ sơ thi giấy phép lái xe Thì cái bằng lái hay gọi là giấy phép lái xe đó là một trong những cái giấy tờ quan trọng mà những người trưởng thành phải có để đi ra đường trên chiếc xe máy Không nhờ ai hết, không đi xe buýt, không đi Sơm gì luôn nha Rồi mà hồ sơ nó gồm có những thứ gì Hồ sơ của nó thì gồm có bốn thứ quan trọng mà không được thiếu ha Đầu tiên thì các bạn phải có cho tôi đó là cái căn cước công dân nếu bạn nào chưa có cứ công dân thì nếu thì chứng minh nhân dân bây giờ còn hiệu lực nè vẫn còn xài được bình thường nha rồi đem nó làm gì đem nó đi photo kèm cái bản gốc thôi không cần phải đi công chứng cho tốn tiền nha đó thì dành cho người việt nam có căn cứ công dân người nước ngoài tôi không biết nha tôi không chia sẻ ở đây rồi cái việc thứ hai mà các bạn cần có đó chính là cái hình thẻ hình thẻ kích thước nhiều kích thước 3 cm x 4 cm nha kích thước theo đúng mm luôn không có bị lệch bị gì cả rồi phong nền gì các bạn? Hiện tại thì vẫn còn sử dụng phong nền xanh nha. Song song với cái việc chụp hình 34 này thì các bạn chụp giùm tôi luôn cái hình 46 phong trắng. Đều bây, bây giờ chắc xài phong trắng rồi để làm gì? Để chúng ta đi khám sức khỏe ở bệnh viện tiếng huyện hoặc là nơi nào không có bệnh viện tiếng huyện thì trung tâm y tế. Bất kể cái trung tâm y tế hoặc cái bệnh viện tiếng huyện nào đều được hết. Được chưa các bạn? Không cần phải đúng cái huyện của mình ở. Rồi cái món thứ uh, tư. Sorry, món thứ ba món thứ ba như tôi vừa nói xong á là cái giấy khám sức khỏe thì các bạn à, đi vô bệnh viện các bạn nói với lại cái cái quầy lễ tân á là em muốn khám sức khỏe để thi với lái xe thì người ta sẽ đưa cho bạn một cái sắp hồ sơ điền vô dán hình vô rồi mình điên lượt khám đâu đó chừng tiếng một hồ đóng tiền đầy đủ là ok cầm bộ hồ sơ đó về để đi nộp vô cái hồ sơ thi phép lái xe nha rồi món tiếp theo món thứ tư mà mình có khi làm hồ sơ đăng ký thi với lái xe là cái gì đó chính là cái đơn sinh theo cái mẫu thì thường á, thì các bạn sẽ lấy cái đơn này ở đâu ở cái trung tâm đào tạo sát hạch lái xe thì người ta sẽ phát cho bạn cái bộ hồ sơ này và trong bộ hồ sơ sẽ có cái đơn đăng ký các bạn cũng chỉ việc điền vô theo những thông tin yêu cầu có cái hình dáng vô có cái căn cước công dân có cái hồ sơ sức khỏe đính kèm vô kèm nộp một số tiền là được được chưa rồi tiền thì bao nhiêu hả nếu mà tiền thì nãy giờ tôi sẽ tính cho các bạn sơ sơ rồi có tiền chụp hình thẻ bốn tấm ba bốn là hết nhiêu tiền các bạn ba chục rồi dài tấm bốn sáu thường là chụp bốn tấm ha nói chung tiền chụp hình đâu đó tầm khoảng sáu chục ngàn rồi cái tiền mà đi khám sức khỏe thì à, lâu quá không nhớ nhưng mà sụt xịt tầm hai trăm nha các bạn trăm tám tới hai trăm tùy nơi thì nó như vậy rồi hết nhiêu rồi cộng vô nha rồi tiếp theo tiền à, mua cái tài liệu để mà mình học ở cái trung tâm đào tạo người ta sẽ bán cho bạn một cái cuốn tài liệu mười mấy hai chục ngàn đó thì cho hai chục ngàn nó đi rồi tiền gì nữa tiền uh, thi sát hạch lý thuyết nghĩa là cái buổi thi lý thuyết các bạn á uh, trên máy tính á uh, thì sẽ cũng tính tiền luôn đâu đó tầm bốn chục ngàn nữa rồi tiền thi gì nữa tiền thi thực hành thực hành thì cũng uh, có tính cái lệ phí thi nha à, lệ phí thi thực hành là năm chục ngàn được chưa các bạn rồi cái khi mà các bạn đi thi á thì các bạn sẽ được cấp cái bằng lái thì cái bạn đó là bằng thẻ nhựa thẻ BET thẻ PET thì đó là 135 000 tiền phí cấp rồi cái phí làm hồ sơ mà để cho các bạn à, đi thi á, ở bên trung tâm sát hạch lái xe ta thu á, là 350 000 từ chỗ ha có chỗ thi thu 400 không chừng đó hoặc là quen biết gì đó thì họ bớt nói chung cái chi phí mà để thi với lái xe hạng A1 rơi đâu đó tầm 650 cho đến 900 000 đồng tầm đó À, mình chưa kể tiền xăng các bạn uh, đi tập bằng đi đi tập hình số 8 số 3 rồi đó nha thì các bạn cộng thêm tiền xăng vô rồi chi phí học sinh vậy thời gian bao lâu các bạn thời gian thì uh, các bạn tập đâu đó từ cái lúc mà các bạn đăng ký đến các bạn thi đó, thì tùy chỗ đến đăng sớm á thì chờ được khoảng tháng đơn trễ chờ khoảng uh, nửa tháng thì hồ sơ sẽ được lập Tôi lập xong ta gửi lên sở thông nhân tải cho danh sách dự thi xuống báo ngày các bạn các bạn tập lái đàng hoàng tới ngày đem cái mặt mình vô đem cái căn cứ công dân mình theo là mình được đi thi mình không cần phải xách chiếc xe theo tại vì bây giờ là thi chiếc xe của trường xe cho nó <laughs> các bạn sẽ thi xe lạ nha do đó mình phải tập nhừng những đàng hoàng chiếc xe lạ đôi khi khó chạy nha các bạn và thi xe số ở tay ga thì các bạn quen với chiếc nào làm thì chiếc đó thôi số cũng được tay ga cũng được nha rồi thoải mái tại bây giờ nó có cảm biến hết trơn hàng đó không còn nhìn bằng mắt như hồi xưa nữa. Rồi sau khi thi xong thì các bạn chờ trong bao lâu có giấy phép. Thi xong thì chúng ta sẽ chờ đâu đó tầm khoảng 2 tuần tới 3 tuần là chúng ta có được cái giấy phép lái xe trên tay rồi các bạn. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái hồ sơ thi giấy phép lái xe, cái lệ phí cũng như một số tiền cần chuẩn bị để các bạn biết, cũng như vài điều cơ bản cần biết về cái việc mà hồ sơ đi thi bằng lái xe. Rồi clip sau mình sẽ trình bày thêm về các cái điều luật và các clip sau nữa thì chủ yếu là chia sẻ các cái kiến thức để cho các bạn hoàn thành tốt phần thi lý thuyết cũng như là kinh nghiệm thi thực hành làm sao cho không bị rớt rồi bây giờ tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn clip sau nếu thấy video này hay có ích cho các bạn thì các bạn đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là comment những cái đều các bạn còn thắc mắc mình đọc được mình sẽ chia sẻ với các bạn trong tầm kiến thức của mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi bye bye